Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Một Câu Bạc Liêu ha. Thì ngày hôm nay là cuối tuần thì em lên clip đi giao những con cặp chim bồ câu cho khách mọi người. Thì em làm cái ngày thứ, còn chỉ có rảnh ngày thứ bảy chủ nhật thì mới có thời gian để đi giao cho khách cho mọi người. Thì đây là cặp Tiger, khách đã chốt và chuyển tiền rồi. Thì chút xíu đây thì em sẽ đi giao cặp Tiger này trước, rồi chiều á thì em sẽ đi giao thêm là hai con kỳ lân và một con Tiger nữa cho khách mọi người. Thì hôm nay là tập trung đi giao hết mấy bồ câu mà khách đặt cho bên em luôn. Thì mọi người nhìn cặp Tiger này nè, rất là đẹp luôn, dáng rất là đẹp luôn. Cặp này thì em bán rất là mềm, thì bán hết cặp này là em hết hàng Tiger tầm trung luôn rồi đó. Thì cặp Tiger này thì còn thêm cặp kỳ lân này nữa. Đó, cặp kỳ lân này thì chiều em mới giao. Đó, cặp kỳ lân này thì có anh khách ảnh dặn em rồi, ảnh chuyển khoản cặp em từ trước Tết, giờ ảnh chuyển đủ tiền rồi thì em giao chim cho anh. Thì anh em nào ở xa đó mà muốn mua chim bên em thì mà kiểu như là không có đủ tiền thì có thể là cọc trước cho em một ít, rồi em sẽ giữ chim lại có khoảng 1-2 tuần gì đó rồi cho anh em bắt cũng được, không có gì hết. Nói chung chim thì vận chuyển nó cũng dễ anh em. Anh em muốn mua thì chuyển khoản, khi mà nhận đủ tiền thì em sẽ gửi chim cho tất cả các anh em. Thì trên đây là cặp kỳ lân, chút xíu chiều thì em mới giao cặp kỳ lân con Tiger này. Con Tiger này cũng rất là đẹp. Con Tiger này là bữa mà có khách chốt mà không bắt khử cuộc, em để cho anh này luôn mọi người. Anh này kêu em để cho ảnh thì em để cho ảnh luôn. Cặp kỳ lân này thì em bán giá cũng rất là mềm cho anh em luôn, tại vì chim này cũng là chim dạng như tầm trung chứ cũng không có gọi là hàng đẹp cao cấp, nên giá em để cũng mềm. Rồi để bây giờ em đóng chim em đi gửi cho khách, rồi có gì thì em sẽ quay thêm cho anh em cùng xem ha. Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Một Câu Bạc Liêu. Thì ngày hôm nay thì em đang có một cái chuyến giao chim, nói chung là cũng giao khá nhiều mọi người. Thì cũng đầu năm mới thì được anh em ủng hộ thì cũng rất là vui. Thì nó cũng như là một cái phần đền đáp công sức của mình bỏ ra để mà mình chăm lo cho đàn bồ câu trong một thời gian khá là dài. Thì bữa nay thì em bán tổng cộng là 9 con một câu. Thì hai em Tiger thì như cái clip hồi nãy mình quay đó mọi người, thì mình có đi ship hai cặp Tiger đó, hai con Tiger đó xong rồi. Thì khi mình về nhà mình chuẩn bị chờ chiều nay mình đi gửi chim thì có khách chốt luôn cái cặp xanh và cặp bạc xanh mà mình đang bữa hổm mình đăng lên cho mọi người xem đó. Thì có khách chốt luôn rồi. Bây giờ mình chuẩn bị mình đóng chuồng mình gửi cho đóng chim mình gửi cho khách. Thì cặp xanh ở đây nè mọi người. Cặp xanh ở đây. Bây giờ mình cặp xanh đây với cặp bạc đỏ bên này. Bạc đỏ xanh bên đây. Này thì mới đẻ luôn, đang ấp luôn nè. Thì bây giờ mình tiến hành mình đóng chim mình gửi cho khách nha mọi người.
Rồi, đây em vô thùng nha. Hai trong đây có hai cặp xanh, một cặp xanh bạc. Bên đây thì hai em kỳ lân với em tiger mọi người. Rồi giờ mình tiến hành mình ghi thông tin rồi mình đem bến xe đi gửi cho anh mấy anh em. Rồi, clip đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip, và nhất là những người anh em từ hàng xa đã ủng hộ đối với kênh Bồ Câu Bạc Liêu. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ. Xin chào tạm biệt tất cả các anh em.